Hello anh em nhé, hôm nay thì đang lắp xe em trai cái đôi còi Sendenso 12V của Nhật xịn, nhập Isaban, nhập Indo về. Denso thì các bạn biết rồi, quá là nổi tiếng thị trường Việt Nam rồi, chỉ có hàng Denso xịn, Denso tàu và Denso nhái thôi. Thì 100% Denso nhà mình là Denso xịn nhập Indo. Thì hôm nay thì tháo cái pha đèn của xe Suzuki 78 Canty Pro đầu vuông rất dễ anh em nhé, chưa đầy 2 phút thôi. Đây em hình dung là cái pha ở nhà đúng không? Đây đèn pha này, bên trong là có hai ốc này. Đấy, các bạn mở cánh cửa ra, mở cánh cửa ra thì bên trong này, chỗ này các bạn này, nó có hai ốc. Các bạn mở cửa ra nhá, mở cửa nhà, các bạn mở cửa nhà. Đây, mình mở cho em trai này. Đó, mở cửa như này. Thì chỗ này nó có hai ốc này, các bạn này. Hai ốc, các bạn cầm cái tô vít bốn cạnh xoáy phát ra. Sau đó thì các bạn rút cái pha đèn ra thôi. Đấy, sau đó là các bạn xoáy hai ốc này ra. Sau đó các bạn rút pha đèn ra, vì pha đèn đây nó hai chốt à. Nó hai chốt, các bạn kéo ra phía bên tay phải các bạn. Đấy, các bạn kéo ngang nha, thì nó đèn nó sẽ ra luôn. Đấy, và sau khi tháo ra thì các bạn sẽ rút tắc ra, rút toàn bộ tắc ra. Thì cái còi của vị trí của cái còi xe nằm đây này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Đây mình bỏ dây cho nhìn qua đèn theo xe này. Lắp còi cực đơn giản luôn, xe này cực dễ luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đây còi theo xe đây, nằm chỗ này. Thì anh em có thể lắp ở vị trí này và anh em có thể lắp ở đây. Và anh em có thể khoan cái lỗ để bắt đây, thì tùy thế là tùy cho anh em bắt ở cái vị trí chỗ này. Rất là đẹp và thoáng, không hề ảnh hưởng gì một tí gì vào xe mà cực cao ráo luôn. Cho anh em đừng lắp ở gầm nhá, gầm nó sẽ bị chết còi. Vì nó không nước ngay xông lên. Anh em lắp xe này là chuẩn luôn, mọi người có thể bắt về. Đấy, bắt vị trí còi cũ. Đấy là ba, đấy là hai bước thôi. Có hai bước để tháo cái đèn nữa. Hai đốc các bạn, thì nó lại là hai đốc này. Cầm tay, răng vắt ra đèn luôn, tháo rắc, bắt còi đưa sang. Còn con này thì anh em chỉ việc đấu dây sang thôi, không cần phải chế thêm dơ le. Vì con còi xe này gọi là đấu một lửa mát nào kêu thôi. Ok anh em nhá, giờ mình sẽ lấy còi đấu cho em trai. Bắt đi em. Ok em, đây các bạn nhá, nắp vị trí này có bắt đẹp các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này, ở phía trên nó có một con ốc này. Đấy, các bạn bắt ngay cu ở đây, bắt hai con còi ở đây, rung tự nhiên. Đấy các bạn chỉ việc đấu một dây mát dây lửa, hai còi trong xong là kêu nha anh em nhá. Thế là xong. Đấy, sau khi lắp xong các bạn có thể lắp còi lắp lại cho mình vị trí này. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy các bạn nhá, các bạn lưu ý là các bạn khi lắp vào các bạn cắm lại bóng cho mình nhá. Đấy, tháo pha đèn trong vòng 2 bước. Rất đơn giản của Suzuki Canty Pro. Đấy, hoặc các bạn tháo để thay bóng đèn hoặc là có thể lắp còi tùy các bạn. Đấy, cách tháo lái phụ các bạn đều tháo như vậy các bạn nhé. Người Nhật người ta làm rất là cẩn thận và chắc chắn và cực kỳ là kín đáo, nhưng cái công đoạn mà tháo thì cũng cực kỳ là rất là nhanh gọn. Đấy, không như ông tàu các bạn, ông tàu là nhàng lắm. Ông tàu thì các bạn phải đến tầm 5-6 bước, nhưng mà ông Nhật thì chỉ vòng 2 bước và ông Hàn 3 bước. Đấy, sau đó các bạn ấn vào thôi, sau đó các bạn ấn cái chốt ở bên này này. Đấy, còn chốt đây này các bạn này, các bạn ấn cái chốt đây vào cho mình này. Đấy, nó có hai cái chốt trên chốt dưới. Đấy, các bạn ấn những cái chốt đấy vào. Đó các bạn thấy không, ấn đúng chốt đầy vào tí xuống ạ. Đấy, nhà xong. Đấy, ok các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Đấy, thế là xong rồi các bạn, ấn vào chốt đây thế là xong. Ok cho anh em, quá ngon luôn. Đấy, giờ mình sẽ bóp cho các bạn nghe tiếng còi nhá. Chú bóp còi chú ơi. Anh em của bộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 2383 và 0788 2288. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Em 30. Anh em nhiều, giờ là em 150.000. Lắp cho em còi trên đấy, tha ô bền luôn. Không bao giờ sợ chết còi luôn. Cực kỳ là cao nước, em rửa xe thoải mái, xịt thoải mái luôn. Cảm ơn em trai nhiều nhá. Anh yêu em.